Vâng thưa quý vị bạn, đến hôm nay sau chức vô địch của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022, huấn luyện viên Kiệt Sắc đã tiếp tục lên tiếng và đó là những chia sẻ rất hay. Cùng với đó thì huấn luyện viên Kiệt Sắc cũng chia sẻ về những tâm sự của Bộ Đức sau khi mà những cầu thủ của Gia Lai đã cùng với U23 Việt Nam lên chức vô địch. Từ đó mới thấy được là Bộ Đức thực sự là một con người quá tuyệt vời. Và cùng với đó là một câu chuyện thực sự đặc biệt liên quan đến một sao trẻ nhà Bộ Đức, đó chính là Trần Bảo Toàn. Và câu chuyện cuối cùng chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn đó là báo chí Trung Quốc hiện nay đang cảm thấy sợ khi mà đội tuyển U23 Việt Nam xác nhận sẽ sang Trung Quốc tham dự Đại hội Thể thao Châu Á ở Hàng Châu vào tháng 9 năm nay. Đó là những thông tin chính trong bản tin của Tiểu Bóng Đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, sau khi trận đấu kết thúc và sau khi đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta có được chức vô địch thực sự là quá khó khăn và kỳ diệu, huấn luyện viên Kiệt Sắc cũng đã chia sẻ rằng: "Tôi cho rằng đây là một giải đấu chất lượng và là môi trường để cho những cầu thủ trẻ có sân chơi để mà tiến bộ. Đương nhiên đây là giải đấu mà hầu hết thì các đội cũng chỉ đều mang đến đây những đội hình còn rất trẻ thôi. Việt Nam và Thái Lan cũng vậy. Những cầu thủ trẻ của Thái Lan theo tôi đã có một mùa giải thành công. Tôi nghĩ rằng họ nên vui bởi U23 Việt Nam có một số những cầu thủ mà tôi hiểu rất rõ về họ. Họ rất tài năng, cho nên tôi cũng dặn dò rằng là họ hãy cố gắng thi đấu bởi đây là cơ hội để họ ghi điểm để lên chơi ở đội tuyển quốc gia. Và tôi hài lòng vì họ đã làm rất tốt. Và tôi chỉ muốn nói rằng là những cầu thủ trẻ, các bạn hãy cứ cố gắng thi đấu hết mình vì tương lai của các bạn còn rất dài ở phía trước. Mọi thứ thì vẫn đang còn chờ các bạn." Và huấn luyện Kiên Sắc cũng không nói quá nhiều đến những kết quả của trận đấu vừa qua. Và quả thực thì ông cũng là một con người quá thông minh để hiểu rằng là nên cần nói những cái gì. Và hiện nay thì thực tế là ông cũng đang làm việc tại Việt Nam. Và hơn nữa trong quãng thời gian vừa qua thì với những phát biểu của huấn luyện viên Kiệt Sắc, chúng ta đều thấy rằng là thực sự đây là con người quá thông minh, làm việc thực sự chuyên nghiệp và hiệu quả, đúng không ạ? Và chính cái điều đó đã giúp cho Hoàng Gia Lai có một mùa giải thực sự là rất đáng xem. Chỉ có điều đáng tiếc là họ đã không được công nhận chức vô địch khi mà mùa giải bị kết thúc do dịch bệnh Covid-19 mà thôi. Thế nhưng tôi nghĩ rằng là các cổ động viên của Hoàng Gia Lai cũng không phải quá buồn bởi họ vẫn có được huấn luyện viên Kiệt Sắc trên băng ghế chỉ đạo ở câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Mà đặc biệt hơn nữa là hiện nay ở mùa giải năm nay, câu lạc bộ Gia Lai thậm chí sẽ còn được tham dự ở đấu trường Abdul Champions League, một đấu trường mà có lẽ rằng tất cả một câu lạc bộ nào họ cũng đều muốn được tham gia và cũng muốn được tiến sâu ở mùa giải. Và huấn luyện viên Kiệt Sắc cũng tiết lộ rằng Bầu Đức thì cũng đã cảm thấy rất vui khi những cầu thủ của Lò Gia Lai vừa qua đã thi đấu rất tốt trong màu áo của đội tuyển U23 Việt Nam và cũng đã thể hiện được bản lĩnh cũng như văn hóa tuyệt vời của Gia Lai. Đó là không chỉ là màn thể hiện ở trên sân mà đó là những hành vi ở bên lề cũng phải thực sự đẹp, khiến cho các cổ động viên phải cảm thấy vui. Và thực sự hình ảnh vừa qua Dụng Quang Nho lễ phép cầm hai tay để đưa một chai nước cho huấn luyện viên của đội tuyển U23 Thái Lan, đó thực sự là hành động quá tuyệt vời, đúng không ạ? Quả thực là cầu thủ của chúng ta hiện nay, những cầu thủ trẻ được đào tạo không chỉ là về mặt chuyên môn mà họ còn được đào tạo rất tốt về mặt đạo đức, những hành vi cư xử ở trên sân, về văn hóa. Và Dụng Quang Nho là điển hình cho những cầu thủ trẻ của Việt Nam chúng ta. Và hy vọng rằng trong thời gian tới thì những cầu thủ trẻ sẽ tiếp tục thể hiện được những phẩm chất tốt đẹp của mình, không chỉ là mà thể hiện ở trên sân cỏ mà còn đó là những hình ảnh đẹp ở trên sân. Và Bộ Đức cũng tiết lộ rằng là sẽ vất hết lòng vì bóng đá Việt Nam và ông muốn huấn luyện viên Kiệt Sắc giúp ông không chỉ là mang về những chiếc cúp dành cho Gia Lai mà còn là tạo ra những lứa cầu thủ trẻ tài năng bằng việc là cho họ thi đấu tại V-League. Và cuối cùng thì huấn luyện viên Kiệt Sắc cũng gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên của Gia Lai thời gian vừa qua vẫn luôn ủng hộ câu lạc bộ và hứa là sẽ giúp cho Gia Lai gặt hái được những danh hiệu ở mùa giải năm nay. Và thực sự thì tôi nghĩ rằng bóng đá Việt Nam chúng ta quá may mắn khi mà đã có được Bầu Đức, và thực sự là cũng may mắn khi mà Bầu Đức đã mang về rất nhiều những con người tài năng. Trước đây thì là huấn luyện viên Park Hang-seo mang về thành công tuyệt vời cho bóng đá Việt Nam, và giờ đây thì ông lại đưa về một huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan trước đây, huấn luyện viên Kiệt Sắc. Và quả thực là huấn luyện viên Kiệt Sắc theo tôi thì ông ấy đã mang đến rất nhiều những thành công và rất nhiều những điều tích cực dành cho bóng đá của Việt Nam chúng ta. Có lẽ rằng chúng tôi nghĩ chúng ta cũng nên gửi những lời cảm ơn dành cho huấn luyện viên Kiệt Sắc và Bầu Đức trong quãng thời gian vừa qua. Hai con người này đã mang đến thực sự quá nhiều thành công bên cạnh một huấn luyện viên tài năng, huấn luyện viên Park Hang-seo của bóng đá Việt Nam của chúng ta, phải không ạ? Quý vị và bạn hãy để lại một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tiểu Bóng Đá nhé. Và thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới quý vị và bạn một câu chuyện rất thú vị liên quan đến Trần Bảo Toàn. Đó là một câu chuyện về quá khứ. Khoảng tháng 1 năm 2020,
khi mà đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta đang rơi vào một tình cảnh có thể nói rằng khá khó khăn và đội sẽ buộc phải thắng mới vòng mong được có vé đi tiếp. Thế nhưng mọi thứ diễn ra là thực sự khó khăn và khá bế tắc. Trận đấu còn khoảng 20 phút thì khi đó Hùng Pauser đã quyết định sử dụng quyền thay người cuối cùng để tăng cường thêm một tiền đạo. Hậu vệ Linh Ngọc Bảo đã được rút ra và người thay vào khi đó là Trần Bảo Toàn. Chân sút mới chỉ có 20 tuổi khi đó thôi. Thời điểm đó thì U23 Việt Nam chúng ta đang hòa U23 Triều Tiên với tỷ số 1 đều. Còn U23 Jordan thua U23 UAE với tỷ số 0-1. Đội quân của Hùng Pauser đang cần thêm một bàn thắng và kết quả trận đấu lại được giữ nguyên. Và kết quả trận đấu còn lại phải được giữ nguyên thì mới giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta vượt qua vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020. Thế nhưng rồi những gì diễn ra sau đó thì thực sự là không được như mong đợi. Phút 79 thì Jordan lại gỡ hòa và phút 90 U23 Triều Tiên lại được hưởng một quả penalty và nâng tỷ số lên 2-1. Và chớ trêu thầy, người phạm lỗi với đối thủ trong vòng cấm khi đó khiến cho U23 Việt Nam chúng ta bị thổi một quả phạt đền lại chính là Bảo Toàn. Ở một tình huống không mấy nguy hiểm thì tiền đạo sinh năm 2000 đã có một pha tranh chấp không tốt ở rìa vòng cấm và cầu thủ Triều Tiên đã nhanh chóng ngã ra, tiếng còi vang lên, còn Bảo Toàn lặng người rồi quay đi trong thất vọng. U23 Việt Nam đã bị thua trận loại ngay từ vòng bảng, dù trước đó là đội ta vào tới mục tiêu đó là tham dự Olympic Tokyo. Và nửa năm sau tại thất bại Bangkok ở Bangkok thì một lứa U23 Việt Nam mới được thành lập, những cầu thủ sinh năm 1999 về sau để hướng đến SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Bảo Toàn tiếp tục có tên, thế nhưng những gì mà cậu ấy thể hiện thực sự chưa đủ để cho Hùng Pauser có thể hài lòng. Và thậm chí sau buổi tập thì ông thầy người Hàn Quốc còn phải gọi riêng tiền đạo của khóa 3 Hoàng Gia Lai để có thể chỉnh một số những cái lỗi. Và tới vòng loại giải U23 châu Á vào cuối năm ngoái, Bảo Toàn có tên trong danh sách đi Kyrgyzstan, thế nhưng cũng chỉ là đóng vai kép phụ thôi. Và đến khi chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2022, giải đấu được coi như là cơ hội để cho những cầu thủ kép phụ có cơ hội để tập trung. Thế nhưng rồi trong một kịch bản mà không ai có thể lường trước được, Bảo Toàn lại dính chấn thương và đánh ngậm ngùi rời đội sau ít ngày tập trung. Thế nhưng cuối cùng một kịch bản có lẽ không thể tưởng nổi và có lẽ không một cổ động viên nào có thể nghĩ ra, đó là Bảo Toàn bất ngờ trở thành một cái tên có thể nói rằng rực sáng, mang đến chức vô địch dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Nhận lệnh triệu tập bổ sung khi mà U23 Việt Nam lao đao vì dịch Covid-19 thì Bảo Toàn với tất cả các hành trình của mình gần 300 km từ thành phố Hồ Chí Minh sang Phnom Penh khi mà di chuyển bằng ô tô để có thể là kịp ra sân. Và rồi trong cuộc đối đầu với người Thái Lan trong trận chung kết thì tiền đạo này đã có được một cú đánh đầu hiểm hóc mang về bàn thắng duy nhất trong trận đấu, giúp cho U23 Việt Nam chúng ta lên ngôi vô địch ở một giải đấu quá nhiều những vất vả. Thái Lan từng là nơi ghi dấu ấn rất buồn dành cho Bảo Toàn cùng U23 Việt Nam. Thế còn giờ đây, màn tỏa sáng trong trận thắng trước U23 Thái Lan đang mở ra những kỳ vọng dành cho tiền đạo này. SEA Games 31 đang ở phía trước và sau những cú vấp ngã và sự non nớt ngày nào, liệu giờ đây Bảo Toàn có đủ lớn để cho Thầy Bắc trao niềm tin hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ bằng chính những đôi chân của chàng trai quê Quảng Ngãi trong thời gian tới nhé. Và cũng trong những trận đấu vừa qua thì báo chí Trung Quốc cũng đã nói rất nhiều đến U23 Việt Nam và có những nhận định thậm chí họ còn đang lo sợ rằng là U23 Việt Nam chúng ta đã đăng ký một giải đấu diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 9 năm nay và họ có thể nghĩ rằng đó sẽ là một áp lực rất lớn và tiếp tục sẽ là một cơn ác mộng dành cho bóng đá của Trung Quốc. Mới đây trang 163.com của Trung Quốc có đặt một cái tiêu đề rằng U23 Việt Nam lần đầu tiên vô địch, phá kỷ lục 17 năm, phép màu trong 26 ngày của lễ hội mùa xuân, chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc và cú đúp hạ gục Thái Lan. Và trong phần mở đầu thì tờ báo của Trung Quốc ca ngợi chiến tích vô địch của giải U23 Đông Nam Á với rất nhiều kỷ lục của đội tuyển U23 Việt Nam. Tờ báo này có viết rằng sau đội tuyển quốc gia thì U23 Việt Nam đã làm nên một điều kỳ diệu. Họ đã lần thứ hai tại giải đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch tại giải Đông Nam Á với những kỷ lục của giải đấu trong 17 năm vừa qua. U23 Việt Nam dự giải này với lực lượng rất trẻ, thực chất chỉ là đội U21 thôi. Thế nhưng với U23 Việt Nam lại thi đấu vô cùng điềm tĩnh và bản lĩnh trước các đối thủ để thẳng tiến tới chức vô địch với 4 trận toàn thắng mà không để thủng lưới bất cứ một lần nào cả. Và đáng nói hơn là cách mà U23 Việt Nam họ vượt qua những hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh, điều này giúp cho chiến thắng của họ càng trở lên ý nghĩa và đặc biệt là quan trọng. Và chức vô địch đã thể hiện được tinh thần và ý chí quyết tâm cực cao của những cầu thủ Việt Nam. Và đến phần sau thì tờ báo này của Trung Quốc có nhận định rằng lứa đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại với nòng cốt là những cầu thủ U21 khả năng cực cao sẽ là lực lượng tham dự Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2022 vào tháng 9 tại Hàng Châu ở Trung Quốc và sẽ đánh bại U23 Trung Quốc nếu hai đội phải chạm trán nhau.
Không biết rằng U23 Trung Quốc có cảm thấy thế nào khi nhìn chặng đường vừa qua của U23 Việt Nam hay không? Bóng đá Việt Nam đã lần thứ hai trong vòng 26 ngày giành được những cột mốc quá quan trọng sau khi đội tuyển quốc gia Việt Nam đánh bại đội tuyển Trung Quốc vào đúng ngày mùng 1 Tết, thì đến từ lượt U23 Việt Nam lên ngôi vô địch tại giải Đông Nam Á. Và điều đáng sợ hơn nữa đó là đội tuyển U23 Việt Nam sẽ xác nhận rằng họ sang Trung Quốc tham dự đại hội thể thao chờ Hàng Châu vào tháng 9 năm nay, và rất có thể họ sẽ tiếp tục đánh bại Trung Quốc nếu hai đội chạm trán. Hàng loạt dấu son sẽ lại thuộc về bóng đá Việt Nam mà thôi. Đó là những gì mà tờ báo của Trung Quốc cay đắng nói về những hành trình sắp tới và cuộc đối đầu của đội tuyển Việt Nam khi có gặp lại Trung Quốc. Họ dường như là không có đủ sự tự tin để đối đầu với đội tuyển Việt Nam.